dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Trực tiếp họp báo sau trận đấu U23 Việt Nam với U23 Triều Tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ với truyền thông sau 90 phút giữa U23 Việt Nam với U23 Triều Tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Hai năm trước chúng tôi là Á quân châu Á, nhưng năm nay chúng tôi đã không chơi tốt. Mọi chuyện diễn ra không được như mong muốn. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả này. Ước gì kết quả đã có thể tốt hơn. Ông Park trả lời họp báo sau trận đấu trên sân Rajamangala. Thua trận nhưng ông Park nhìn ra điểm tích cực từ đội hình U23 dự giải năm nay. Chúng tôi chỉ ghi được một bàn và còn nhiều điều cần phải làm để có đội bóng tốt. Dù sao tôi đã nhìn ra một số cầu thủ trẻ có triển vọng. Tôi nghĩ họ sẽ là hạt giống tốt cho tuyển trong tương lai. Đánh giá về màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng, thầy Park từ chối đổ lỗi cho học trò. Tôi cảm thấy tệ, thực sự tệ về kết quả của trận đấu và sai lầm của Dũng. Nhưng cậu ấy có lẽ còn cảm thấy tồi tệ hơn. Sai lầm hôm nay là động lực để Dũng sửa chữa, trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Sự chuẩn bị và kết quả trận đấu là những điều thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của huấn luyện viên. Tôi cũng sẽ lấy thất bại hôm nay làm động lực chuẩn bị giải đấu tiếp theo, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc nói. Trước trận, thầy Park cho biết ông nói với các cầu thủ phải bình tĩnh, phải giữ tập trung, nhưng điều này không xảy ra. Hai sai lầm cá nhân của Tiến Dũng và Bảo Toàn khiến U23 Việt Nam nhận hai bàn thua, qua đó nhận thất bại trước Triều Tiên. Tôi biết huấn luyện viên của Triều Tiên sẽ yêu cầu các cầu thủ chiến đấu hết mình để đánh bại huấn luyện viên người Hàn Quốc như tôi, vị thuyền trưởng của tuyển U23 Việt Nam cho biết. Về quyết định lựa chọn Bảo Toàn thay thế Việt Hưng, thầy Park nói: Toàn vào sân vì chúng tôi muốn chuyển sang chơi 4 hậu vệ, cậu ấy thích hợp với sơ đồ đó. Không chỉ riêng Việt Hưng, các học trò của tôi đều là những cầu thủ giỏi. Tôi không muốn nói về một cá nhân nào vào lúc này. U23 Việt Nam và Triều Tiên gặp nhau tại lượt trận 3 bảng D trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan, 20:15 ngày 16 tháng 1. Chưa đầy nỗ lực nhưng đoàn quân áo đỏ phải nhận thất bại 1-2, qua đó rời giải châu Á ngay từ vòng bảng. Huấn luyện viên U23 Triều Tiên phát biểu sau chiến thắng trước Việt Nam. Huấn luyện viên Ri Jun đã có chia sẻ sau khi giành chiến thắng trước U23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ở trận đấu kết thúc cách đây ít phút, U23 Việt Nam để thua Triều Tiên với tỷ số 1-2. Dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút đầu tiên, tuy nhiên, những sai lầm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là từ thủ môn Tiến Dũng, khiến U23 Việt Nam nhận thất bại cay đắng ở trận đấu này. Thất bại trước Triều Tiên, U23 Việt Nam chính thức bị loại tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong khi đó, Triều Tiên có 3 điểm đầu tiên tại giải đấu và vượt qua U23 Việt Nam trên bảng xếp hạng. Ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Ri Jun đã có những chia sẻ về chiến thắng trước U23 Việt Nam. U23 Triều Tiên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu với U23 Việt Nam. Chiến thắng cho chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi muốn cảm ơn các thành viên của ban huấn luyện. Mục tiêu của tôi là xây dựng một tập thể. Trong quá trình tập luyện, tạo sự hiểu biết và gắn bó, đạt được mục tiêu mà tôi đã đề ra và chúng tôi đã đạt được phần nào mục tiêu đó. U23 Việt Nam dừng bước tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Để thua U23 Triều Tiên với tỷ số 1-2, U23 Việt Nam đã chính thức bị loại từ vòng bảng U23 châu Á 2020. Ở lượt trận cuối cùng bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã chạm trán U23 Triều Tiên. Quyết tâm giành trọn 3 điểm, huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra đội hình mạnh nhất với sự xuất hiện của Nguyễn Trọng Hùng bên cánh trái. Bước vào trận đấu, U23 Việt Nam đã chủ động chơi tấn công tổng lực nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Sau nhiều tình huống uy hiếp cầu môn của Kang Ju-hyuk, các học trò của ông Park Hang-seo đã tìm kiếm được bàn mở tỷ số. Từ đường truyền dài của Thành Trung, Tấn Tài thoát xuống bên cánh phải, thực hiện pha căng ngang vừa tầm cho Tiến Linh băng vào dứt điểm ở cự ly gần, đánh bại thủ thành Ju-hyuk ở phút 16. Có bàn dẫn trước, U23 Việt Nam tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát bóng nhằm áp đảo thế trận so với đối thủ. Tấn công nhiều nhưng không có thêm bàn thắng, U23 Việt Nam đã phải nhận trái đắng khi Tiến Dũng mắc sai lầm ngớ ngẩn. Từ cú sút xa của số 12 Kang Kuchon, Tiến Dũng xử lý không tốt để bóng dội xa bay vào lưới, qua đó gỡ đều 1-1 cho U23 Triều Tiên. Đây là tỷ số sau 45 phút đầu tiên của trận đấu. Sang hiệp 2, Ông Park liên tục đưa ra thay đổi về mặt nhân sự. Những làn gió mới giúp hàng công U23 Việt Nam liên tục gây nguy hiểm lên cầu môn của Kang Ju-hyuk. Tuy nhiên, Tiến Linh, Đức Trinh hay Hoàng Đức đều không thể tận dụng các cơ hội ngon ăn. Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai, U23 Việt Nam còn bị U23 Triều Tiên vươn lên dẫn trước 2-1 khi Ri Chung-ju đánh bại Tiến Dũng trên chấm 11m.
chung cuộc U23 Việt Nam để thua Triều Tiên tỷ số 1-2. Kết quả này đã khiến đoàn quân của ông Park Hang-seo chính thức dừng chân từ vòng bảng U23 châu Á 2020. Bùi Tiến Dũng sai lầm chết người, U23 Việt Nam bị loại trong tột cùng tủi hổ. Thưa quý vị, U23 Triều Tiên mới là đội đã có pha nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi mà trận đấu mới trôi qua chưa đến 10 phút. Pha tấn công bên cánh phải của đội bạn đá là quá hay, nhưng đáng tiếc pha kết thúc chéo góc của Kim Koo-jin đưa bóng đi chạy cột dọc trong găng tấc, cứu trụ U23 Việt Nam bàn thua sớm. Dẫu vậy, nhưng cũng phải công nhận cách tiếp cận trận đấu của thầy trò Park Hang-seo là vô cùng đúng đắn. Ông thầy người Hàn đã tung Đình Trọng và Trọng Hùng vào sân ngay từ đầu, kéo Quang Hải về đá tiền vệ trung tâm và tạo nên thế trận đôi công quyết liệt ngay từ đầu. Với sự dâng cao của cầu thủ chạy cánh phải Tấn Tài, U23 Việt Nam đã có được thế trận rất tốt trước đối phương. Lựa chọn của ông Park Hang-seo là đúng đắn, bởi U23 Triều Tiên chơi kém rất nhiều so với U23 UAE hay là Jordan. Điểm nhấn mấu chốt là họ khá chậm chạp, nhất là ca pha xử lý bóng ở phần sân nhà, giúp cầu thủ trên hàng công của Việt Nam nhanh chóng áp sát, tranh chấp quyết liệt để đoạt bóng. Dưới thời ông Park, U23 Việt Nam chưa bao giờ thiếu bài để hạ sát đối phương. Bằng bàn thắng mở tỷ số của trận đấu đến từ pha phối hợp mà chắc chắn U23 Triều Tiên không ngờ đến. Từ tít sân nhà, Thành Trung phát bóng dài tìm đến Tấn Tài, cầu thủ chạy cánh Bình Dương cầm sộc thẳng xuống cánh phải, căng vào cho Tiến Linh đệm bóng tung lưới ở cự ly gần. Bàn thắng ấy đến ở phút thứ 16 của trận đấu khi tỷ số trận đấu còn lại của bảng D là không đều. U23 Việt Nam chỉ cần thêm một bàn nữa thôi là có thể yên tâm chờ vào tứ kết. Trong trường hợp U23 Jordan và UAE hòa không bàn thắng, người hâm mộ nước nhà đã háo hức chờ đợi học trò ông Park tái hiện trận thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước Trung Quốc ở trận đấu mà Tấn Tài hai lần kiến tạo cho Tiến Linh sút tung lưới của đối phương. Nhưng chuyện đó không ai lại ngờ đến, và đúng lúc mà U23 Việt Nam đang hưng phấn nhất, phút 28, Triều Tiên được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách gần 40m so với khung thành của Tiến Dũng. Kang Kuk-chon tung cú sút xa hú họa, Tiến Dũng bật bóng lên đấm bóng, bóng đi sượt tay thủ môn người Thanh Hóa và đập sang ngang, và đập lại vào người Tiến Dũng đi thẳng vào lưới. Giây phút đấy chắc chắn là hàng triệu người Việt Nam chết lặng, không ai có thể ngờ là bàn thua đầu tiên của Việt Nam lại đến theo cách cay đắng như thế này và thời khắc nhạy cảm đến như vậy. Một điều, U23 Việt Nam đã phải làm lại từ đầu, và ở bên kia U23 UAE đã có bàn thắng mở tỷ số. Đề bài lại trở nên dễ với Việt Nam. Nếu trận đấu bên kia giữ nguyên tỷ số, học trò của ông Park chỉ cần ghi thêm một bàn nữa thôi là có thể đoạt vé vào tứ kết. Sai lầm của Tiến Dũng là không thể biện minh, nhưng nói gì thì nói, Việt Nam vẫn còn nguyên 2/3 trận đấu để sửa sai cho Dũng. Trời tất tay, ông Park tung cả ba sự thay đổi để hòng giúp học trò tìm kiếm bàn thắng quyết định. Lần lượt Việt Anh, Thanh Sơn, Bảo Toàn được tung vào sân, xoay chuyển vị trí để gồng mình chắt chiêu từng cơ hội. Song rốt cuộc, Đức Trinh, Tiến Linh, Quang Hải không cứu nổi sai lầm của Tiến Dũng khi hàng loạt các pha kết thúc của các cầu thủ Việt Nam bị thủ thành Triều Tiên từ chối. Trận đấu còn 10 phút nữa, trận đấu ở bên kia, Jordan có bàn gỡ hòa. Điều đó có nghĩa nếu tỷ số dừng ở đó, Việt Nam có ghi thêm bao nhiêu bàn nữa thì cũng vô nghĩa. Bước vào trận đấu với U23 Triều Tiên, thầy trò ông Park đã không còn nắm được quyền tự quyết, bởi nếu trận đấu còn lại có tỷ số hòa, mặc nhiên U23 Việt Nam bị loại. Đấy là điều mà U23 Việt Nam phải chấp nhận sau hai trận bết bát đầu tiên. Tuy nhiên, với lỗi lầm của Tiến Dũng, thầy trò ông Park phải tự đánh mất cơ hội rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu, thay vào đó là sự đau đớn tột cùng. Bởi cho thấy rõ sự yếu kém cả về thực lực lẫn tâm lý, kèm đó là sự chủ quan và tự mãn. Đau đớn bởi khi trận đấu còn một phút nữa là hết giờ thi đấu chính thức, Triều Tiên lại được hưởng quả đá phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Trần Bảo Toàn, cầu thủ cuối cùng được ông Park tung vào sân thay người. Trên chấm 11m, Chung Ju đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Tiến Dũng, tước nốt một điểm của U23 Việt Nam, dìm thầy cho ông Park xuống bét bảng. Phút bù giờ thứ 5, đến lượt Đình Trọng rời sân vì tấm thẻ đỏ, quá đủ cho một ngày khó quên của bóng đá Việt Nam sau hơn 2 năm trời được sống trên mây. Bị loại theo cách không có gì biện minh nổi, cái giá phải trả cho chiếc vô địch SEA Games mà thầy trò ông Park đánh đổi bằng mọi giá, liệu có quá đắt hay không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.